bao la tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vô về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình xa xôi. Ngày tháng êm trôi, yêu thương như nước suối dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dẫn dìu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân. Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến, vòng tay thương mến. Đời con Chúa êm trôi, êm trôi, Chúa dẫn dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, thôi tình tuyệt vời. Em như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ tròn lời hứa trung kiên. Một đời con xin tân hiến, Chúa là người ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương dìu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, thôi tình tuyệt vời. Bao la tình Chúa yêu con mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vô về năm tháng đời con. Tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ dạt dào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương. Trong thánh lễ này, chúng ta cùng với thầy tổ những câu bình an, cũng như chúng ta cầu nguyện tạ ơn Chúa cho gia đình KMF, tức là anh tất cả các chúng sinh, các thầy, các cha, cựu chúng sinh luôn luôn hướng về và giáo phận công tung chúng ta. Hôm nay có thầy Tố, thầy Võ cũng là trong gia đình KMF, những cựu chúng sinh là những ân nhân của tất cả chúng ta. Xin Chúa cho tất cả công việc của KMF được phát triển, để tất cả những người nghèo cũng được sự nâng đỡ. Trong thánh lễ này chúng ta cũng cầu cũng hiệp ý với gia đình Vô Lê Abed ở Teraman 2, cầu cho Doan Amel qua đời nhân dỗ 1 năm. Một gia đình xin cầu cho Maria. Một gia đình Phêrô Aroyin cầu cho Lena Y Chuyên.
giỗ một năm. Dân biết tôi ăn nhiều. Tạ ơn Chúa, tạ ơn mẹ Maria Mông Côi. Xin cho bình an, hạnh phúc, con cái được ôn khung ơi. Chúng ta hiểu với tất cả sự tâm tình này của tất cả những người xin lễ hôm nay, cũng như mỗi người chúng ta. Chúng ta cùng đứng lên, chuẩn bị hạt ra một đời. Maria, jadi di do siapa? Jalom nyong ja cua akepin. Latum tu de tuloy cua tede. De tuloy cua tentu. Anh chị em rất thân mến, chúng ta trong phục vụ lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hướng về chủ đề chính là đức tin. Bởi chính đức tin là tuyệt đỉnh của mối tương quan giữa con người chúng ta với Thiên Chúa. Và đức tin đòi hỏi mỗi người chúng ta phải có một lòng phó thác tuyệt đối, không tính toán, không so đo. Trong cả hai bài sách thánh, bài sách Baruch cũng như thánh Phaolô gửi Timôthê, chúng ta cũng được mời gọi tin tưởng nơi Thiên Chúa với tâm tình phó thác nơi mẹ giáo hội và với tâm tình của tháng 10, tháng băng côi, mẹ Maria mà chúng ta trên con đường đức tin không điều kiện ấy, chúng ta xin mẹ cũng giúp chúng ta luôn sống trung thành những giáo huấn của giáo hội, để chúng ta mỗi người bước vào thánh lễ này với tâm tình thờ phượng xứng đáng. Chúng ta xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót chúng ta. Ơi em đi nhầm mày ơi bên a thai rồi ta tầng là và cái bên gơ thì không cũng lần sỏi a bơ xong đây chàng nghe ba xia Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giê-xu đi cô, phê Abraham kỳ nghiên, cơ nghiên tuổi lời, đi tiền, tăng bó ai tuổi lời, càng tất kè, cơ nọa rập bè. Mẹ lúa bó khê, cơ loa kỳ cô, phê ế tờ lạc, y tài bạ rè, ế lắm bẹt, tờ nạ ế tung đê xe cơ xì, gà xuân ngừa cơ em. Cơ bố tung bó ai mà nghe, bồi vẹ, hong bật chọc. Là hôm nay của chiều tùng đua mẹ rợp và rẽ khê cơ gà. Mà rẽ cha lạm cả. Là ốt dài khê cơ gà thì cô. Bé hân hoa mẹ cơ chai am cơ ạ cả. Là cá kên ảo tèo bàn dê kì ạ cả nồi. Lê mẹ ế ấu cá hồng rõ. Càng nghe mẹ nê cơ mẹ nghe bôi kì mẹ. Chú cơ gà hiếp rõ tì tiêu. Tiêu cơ con càng thề. Rồi thì mẹ hôn cho hạ. Nà bọ tùm bà tìa mẹ. Để bọ hiến bọ rò tùm tùm tùa kì vai hiện tội. Bọ á thê khê. Nghiên chấp phù mẹ nghe vội ô tì đài. Chúc kỳ nghiên hiếp rò tùm tùm tùa tiêu ẩm nọa nghìn tè. Rồi với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm. Vì hãy nói chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc một phần đấy thôi. Khi mẹ cho con pa chia, mẹ vừa phục vụ cho con chia. Con bỏ vai ngon ăn kia con. Tôi nhớ mẹ. Cho cô tô càng thì rất nghe con cho cô bình thiện. Xung phong hạt tiêu hai cô. Nè bán năng cho tòa của bác sĩ Giê-xu nè vai đẹp, mau đẹp. Tiếng cô tây tàng, tu kịch lại chương lúc á thê trò. Mẹ á thê thê, tin cho tôi nghe nè ba cơ hội. Xin cho tòa phía bình thiện nọa. Hôm nay nghe cô số nghe cho nên phát triển tôi thì mẹ bên kia to tự còn đi cho nó nhìn mẹ hà bà cô nhớ ai tôi sẵn tôi cho ai kịch lại tay ta sẽ xua hông phát triển tôi nghe cho tầm mẹ phát triển một dần cho cô nè ba hồi mẹ chúa của tụi mình nè tôi nghe a thầy nài đòi con lúc lớp ba a thầy rõ tu tân tòa kịch lại thì can bất tốt mẹ ô ta chiên ngàn nèo mẹ ô ta tay chiên nga siêu tân tòa kia ô ta chiên bơ lượt can thiệp về chỗ a noa tân sang đây thế nào tin qua kỳ tu nghệ tây tan tia cho con tự cho kỳ tan tan kỳ
xin nghe cô cho hồng toàn plan cho hồng toàn khớp bà tất cả hồng tụ ý nghiêm mình chú kì bà chìm bà xuyên sao hiếp bà bất trô bọn tất cho nghiệp lệ anh chị em rất thân mến. Nói đến đức khiêm nhường, chúng ta thấy đây là nền tảng của mọi nhân đức. Bởi vì sự thánh thiện luôn đòi hỏi ở đức khiêm nhường. Anh chị thấy nếu một người mà dù có làm việc công đức, làm việc này, việc kia, việc đành, việc bác ái, việc phục vụ, nhưng rồi khoe khoang, rồi tự cao tự đại, thì chúng ta thấy lúc đó không còn sự thánh thiện nữa trên kia. Bởi thế chúng ta thấy trong bài tin mừng hôm nay, Giê-xu dạy các vấn đề. Khi anh em làm tất cả những gì nên phải làm, thì anh nói chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phần đấy thôi. Quả nhiên anh chị em, những người tin vào Đức Giê-xu Kitô, những người tín hữu chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là đầy tớ, đầy tớ vô dụng. Chúng ta cũng chỉ làm theo lời giáo huấn của Thiên Chúa. Quả thật anh chị em, đức tin là ơn mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, và chính đức tin đó dẫn chúng ta đến sự bình an, và chính đức tin ấy làm cho con người chúng ta được ơn can đảm cho anh chị em. Lời Chúa mô tô nghe càng Giê-xu Kitô đi cho quân ta sẽ quên tớ là sẽ Lần đầu bắt đi bắn
rom bang bok baba bang siko bang bok si nyon bok igo ando manang bung kop nyon bang bok sati betro du bang tom kire bok soy oba a bing bok ke dam i joan maria helena ma isang rao vidi ganun ko koy nyo kanap sa lubang bok rito abing iyan kanap yung bang di abing ito gabin niya may mahan niyo may tebaday pang nan nga ko go juri du bang to gurmas tang lot ma bon dole ganun karon iprok manat ma para abing bok de may bagya bok krum kutum nyo ma sang zalek teh au abing sa nga karabubuang rumot ma e sabo ito nyo tuwa na abing iprok manat kutum nyo di nang duga tom karon lang lay kambang jaru maria may bagyan de sang to abo tole bang tong kar sang to sang ta tenep ko dan li dan chanok khe chan nai from bang kan nap ing ge ha ang ni ri yesu ito kon tang kla e o ba yin ki o ya le ko ba yo na ni na ye ko bang me pe 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 da ko ba ni ye te ni nyon ba hoi tom rong na yin kim nyon oi snap to noi lam khe na nyon ri ta ta abi brok ma kim nyon an cho nyon hoi ke jot lai ke sal ki ki ya ke pon jana fai bang na ke ta yesu kito bok dong ai nyon go tru ta ta e pa ta ta Yesu kito ke tranyon. Ida kan gerbos oleh sa. In man ke jen rong senep. In ke jen rong senep in. Abing in ne bab loka tong yok nyon. Chong bom loka don lui puni. Loan ka senoy. Du bu jim non ke ke don na boy. Ire bo gun lang ukratun. Amen. Ui senep ba jang. Ui bang jem ling lang. Ui senep ba jang. Ui bang jem ling lang. Da jen teman rong senep. Tu ba se ti ye so ba a ra ka ne ye de ha u ka ye tu ba se o
cũng như anh em CVK, tức là những người đã xuất thân từ giáo phận Kon Tum, tu ở địa phận Kon Tum. Có những người trong đời tận hiến, có những người vì hoàn cảnh đã ra đời và sống thánh ở giữa đời, và nhớ ơn cũng như là trở về nguồn, và tất cả những công sức của anh em đó tiếp tục. Và anh chị em cầu nguyện cho KMF là cái hội ái hữu của Kon Tum, để có nhiều người khác rộng tay, để tất cả anh em cách đặc biệt trong giáo phận chúng ta, để anh nghèo, anh em bị khổ đau, bệnh tật, tất cả được nâng đỡ hơn bởi anh em KMF. Cho nên anh chị em tiếp tục cầu nguyện và tạ ơn Chúa cho tất cả những ân nhân của chúng ta. Thôi ba giang ôi băng dèm, thôi ba giang ôi băng dèm, thôi ba giang bóng bơ xe tập băng thôi thâu cơ dèm, giang ba, giang con, giang ai. Amen. Thôi sa đăng buộc cơ dèm mạ lần, bơ nê bơ ba giang.
nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kiến, một đời con xin tận hiến chuông là hơi ấm mẹ hiền, trọn đời con nương thân, trọn đời con nương thân. Con dâng cuộc sống tương lai bao nhiêu thay đổi thăng trầm, lặng thầm đi về mưa nắng, bước đường gian khó đầy vơi, nguyện cầu ơn trên gìn giữ tấm lòng con mãi chân tình, một niềm tin chung kiên, một niềm tin chung kiên. Hồng ân Chúa như quân đội thì được. Đó nè, sẵn sàng luôn. Xuống đồng. Lên. Sai ngược rồi. Về đất. Xuống. Xuống đồng. Lên. Về đất. Xuống. Về đất. Xuống. À. Giờ chúng con xuống đồng. Lên. Chúng con coi hàng nào chưa đặt thẳng thì chúng con đứng lại xếp như mọi khi. Chúng con hát với cha một bài nha. Xin tôn vinh Giêsu lên ngôi thành cửa Imanee và xin tôn vinh Giêsu gương mẫu tình yêu, xin tôn vinh thần tượng Giêsu mãi mãi nguyện suốt đời chỉ yêu một mình Giêsu, hãy yêu như Giêsu yêu quên thân mình hiến thân cho tha nhân cùng kinh tăng thân phước, cứ yêu như Giêsu đời sẽ đẹp tuyệt vời, cứ yêu như Giêsu trần gian kia nơi sẽ hóa lên bia đá. Về đất. Bây giờ cha nhờ chúng con nè, thanh niên bên này, cái hàng bên này, ngạn hàng qua bên phải coi có ra không, đứng lên nhặt ngay cho cha. Bên hàng bên kia chúng con nhìn bên kia có ra không, không. Rồi hàng cuối chúng con nhìn có rác không? Nếu có đứng đây mà công tác. Rồi. Hết chưa? Hết rồi. Hết chưa?
bên kia chưa, thanh niên chưa coi, bên kia đã thấy còn ngoài. Lễ Linh, chúng ta hát tiếp một bài nha. I love you, mời bác. I love you, Jesus, tình yêu mãi mãi của tôi. I love you, Jesus, tình yêu dâng hiến cho đời. I love you, Jesus, tình yêu mãi mãi tuyệt vời. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Jesus, I love you. Được chưa? Hướng tâm. Chúng con trong tháng, hôm nay tháng mấy? Tháng mấy? Tháng 10. Các đặc biệt tháng mừng tôi. À, chúng ta hàng ngày có lần chuyện mừng tôi không? Có. Nhưng mà tháng 10, tháng lần chuyện mừng tôi, chúng ta lại tiếp tục mời gọi các đặc biệt hơn nữa. Mình chiêm ngắm mẹ Maria để cùng với mẹ suốt những màu nhiệm năm sự vui, màu nhiệm năm sự thương, màu nhiệm năm sự mừng, rồi màu nhiệm năm sự sáng, là chúng ta đi vào hành trình lịch sử ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô nhá. Cùng với mẹ chúng ta đi vào con đường của Đức Giêsu Kitô, con đường của Thiên Chúa. Chúng con tiếp tục cố gắng hơn trong đời sống cầu nguyện của mình. Chỉ có đời sống cầu nguyện mà Cha thường nói với chúng con, cũng như cái đời sống yêu thương sẽ làm cho mặt của Thiên Chúa, khuôn mặt của Thiên Chúa làm sao? Được. Được. Xin tôn vinh sao? Giêsu lên ngôi thần thượng của mình thì khuôn mặt của Chúa sao? Được. Được rạng. Được rạng người. Rồi chính cái đời sống đó chúng ta dễ dàng đi sống khiêm nhường hơn. Mình biết cầu nguyện là đi sống khiêm nhường hơn. Mình biết yêu thương là đi sống khiêm nhường hơn. Để mình dấn thân hơn trong cái bổn phận của mình cho anh em của mình nhé. Thầy cho nhắc lại trong tháng mừng tôi cái đặc biệt như vậy. Thế chúng con cùng với Cha, chúng ta cùng gia đình mẹ Maria trong giờ giáo lý này, để xin mẹ tiếp tục nâng đỡ chúng ta. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta, để xin Chúa Giêsu sai Thánh Thần xuống. Chúa Giêsu sai Thánh Thần xuống để Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí chúng ta, đổi mới cả thế giới này, để tất cả mọi người chúng ta đều biết yêu thương, đều biết sống với nhau nha. Bước theo mẹ, lòng con quyết nói cương mẹ, xin mẹ chỉ con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ chỉ con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ chỉ con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con bái Chúa rồi đi về lớp của mình nhé.
Chúa bên con xa chi, vì tình thương Chúa luôn đổ tràn dẫu muôn ngàn điều gian nan, thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than. Chúa ca chính Chúa gia nghiệp.